Xin chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chúng tôi là chiến sĩ. Chúng tôi là chiến sĩ, hành trình của ước mơ người lính, lên sóng VTV3 số đầu tiên vào ngày 7 tháng 9 năm 2006. Bữa tiệc này có rất nhiều điều bất ngờ quý vị. Chương trình đã thực sự là sân chơi bổ ích, lý thú, là món ăn tinh thần không thể thiếu của cán bộ chiến sĩ trong toàn quân. Thông qua chương trình, nhân dân cả nước và kiều bào nước ngoài đến gần, hiểu hơn về đời sống các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Hành trình của chúng tôi là chiến sĩ trong nhiều năm, thực sự đó là hành trình của sự khai phá với những nỗ lực không biết mệt mỏi của ekip sản xuất chương trình. Với hàng trăm chương trình được sản xuất, vừa mang tính giải trí, vừa có tính giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống quân đội, chúng tôi là chiến sĩ cũng đã tạo hiệu quả xã hội tốt đẹp, được dư luận xã hội hoan nghênh, nhất là các chiến sĩ trẻ, gia đình quân nhân, học sinh, sinh viên, cựu chiến binh. Anh ơi, quỳ tính sông như là chủ đề, bao thương cầm mình anh đâu cho mọi người. Những người tên là Linh, tính tình có vẻ hơi kinh, ăn nói thì linh tinh, đi lại thì rung rinh, được cái ưu điểm là rất xinh. Hành trình của sự nhiệt huyết, của những vất vả được gạt qua, nhường chỗ cho nụ cười, niềm vui sau mỗi chương trình được lên sóng, được mọi nhà đón nhận nồng nhiệt. Chúng tôi gọi đó là hành trình của ước mơ người lính, viết tiếp những bản hùng ca trong thời bình. Hy vọng bản hùng ca ấy ngày càng hay, càng được khán giả đón nhận nồng nhiệt. 15 năm, 20 năm và nhiều hơn nữa.